bếp chay cô Tuyền mở ra như một dịp tình cờ, cũng như một duyên lành để lan tỏa thói quen ăn chay đến quý vị gần xa. Một hạt giống tâm hồn nảy mầm, chúng tôi lại muốn tiếp tục gieo thêm nhiều hạt mầm tươi tốt nữa, bởi đời hạnh phúc khi tâm ta thấy bình yên. Hiểu được điều đó, bếp chay cô Tuyền mở ra như mang một sứ mệnh gieo những mầm yêu thương, an lạc đến với mọi người. Từ năm 2015, chúng tôi không ngừng cung cấp những món chay dinh dưỡng, đảm bảo hợp vệ sinh đến tận tay khách hàng thân quý. Bếp chay cô Tuyền chuyên cung cấp dịch vụ đặt tiệc, mâm cỗ chay tại nhà, thực đơn chay bán lẻ. Đặc biệt, cung cấp dịch vụ phục vụ tiệc chay tại nhà cho khách hàng. Đến với ẩm thực bếp chay cô Tuyền, quý khách sẽ được trải nghiệm sự thuần khiết trong phong cách ẩm thực chay thiên vị, gắn liền với thực dưỡng, giúp tâm hồn con người trở nên thanh thoát, hướng thiện, cùng lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe, sắc đẹp và tuổi thọ. Các món ăn chay trong thực đơn của bếp chay cô Tuyền thường rất giàu chất xơ, chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giúp thanh lọc cơ thể, thải bớt những chất độc trong người để bạn có thể sống khỏe mạnh. Thực đơn đặt tiệc chay với các món ăn ngon, nguồn nguyên liệu tươi, sạch, nhập mới mỗi ngày, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Các món ăn được đựng trong hộp sạch sẽ và được trang trí đẹp mắt với đội ngũ đầu bếp có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Các món ăn được đóng gói cẩn thận vào thùng để giữ được độ nóng của món ăn trước khi giao tận tay đến khách hàng. Qua đó, việc đặt tiệc chay tại nhà sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí cũng như thời gian vào bếp làm những món để đãi bạn bè, người thân và gia đình. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ tiệc chay, lễ cúng trọn gói tại nhà để có thể hỗ trợ cho gia đình bạn có nhiều thời gian quây quần bên nhau hơn. Với đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, tận tâm và nhanh nhẹn trong cách làm việc cũng như xử lý tình huống khi có phát sinh ngoài dự kiến, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm và có được một buổi tiệc vừa ý và hợp lý với tài chính của mình khi sử dụng dịch vụ đặt tiệc chay tại nhà của bếp chay cô Tuyền. Liên hệ với chúng tôi ngay để được phục vụ tận nơi, tận nhà, nhanh chóng và chuyên nghiệp. Bếp mở xuyên Tết, các mâm cỗ Tết đặt qua số hotline 0917 489 463, địa chỉ 319/22 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.